bạn, mình là Hùng Kiến Trúc Sư. Thì vừa rồi thì mình có quay một cái clip mà mình quay lại cái lúc mà mình đang làm việc, thì mình sử dụng cái phần mềm layout cho SketchUp thì để mà triển khai một cái hồ sơ bên nội thất. Thì mình thấy rất là nhiều bạn vào quan tâm và hỏi và xem cái clip của mình. Và thực ra thì mình thấy mình biết về phần mềm layout thì từ lâu rồi, khoảng 3-4 năm nay rồi, nhưng thực ra mình cũng không có nghiên cứu sâu. Thì nhưng mà mình thấy cái phần mềm layout này á, thì nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái phần triển khai cho SketchUp. Và từ khi mà biết cái phần layout này á, thì mình cũng hạn chế mình triển khai bằng AutoCAD thôi. Tại vì thằng layout này á, thì mình thấy là nó rất là tuyệt quan và nó tiết kiệm thời gian của mình rất là nhiều. Tại vì thông thường á, khi mà mình làm cái concept thì mình làm bằng phần mềm SketchUp thì mình có sẵn cái khối 3D rồi. Thì nếu mà mình dùng cái phần model mình dùng kỹ á, thì mình, khi mà khách hàng chốt phương án thì mình chuyển qua mình triển khai trực tiếp, thì mình sử dụng cái layout của SketchUp luôn, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của mình rất là nhanh, rất là nhiều. Thì thay vì mình triển khai bên kế, mình phải ngồi mình dừng lại từ cái mặt bằng 2D thì mình tận dụng những cái model bên SketchUp thì mình triển khai bên layout luôn. Thì mình thấy là các bạn rất là quan tâm. Và hiện tại thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái phương pháp làm sao mà mình dễ tham học được cái phần mềm layout SketchUp. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn vào cái trang YouTube, mình đánh chữ này là insert là layout SketchUp, đây video layout SketchUp này đó, các bạn thấy không? Thì hiện tại á là nó xuất hiện rất là nhiều cái clip mà hướng dẫn về layout. Thì trong đó mình thấy cái clip của mình đây này, clip của mình là layout SketchUp này nè, hiện tại là đứng đầu tiên luôn á. Và hiện tại clip này á là có tận là 7.500 lượt view đó, chứng tỏ là rất là nhiều bạn quan tâm đến cái vấn đề về layout SketchUp đấy. Đây thì là clip mà mình quay lại lúc mà mình làm việc đó, mình quay lại thôi đó, các bạn thấy không? Và có rất là nhiều bạn quan tâm, thì có nhiều bạn vào comment hỏi này, có nhiều bạn hỏi lắm đó, hỏi này, có cả người nước ngoài vào xem luôn đó, thì chứng tỏ là cái chủ đề này là các bạn rất là quan tâm về layout SketchUp. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số nguồn để các bạn có thể là tự học về phần layout SketchUp, là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số trang web và trang YouTube để các bạn học layout SketchUp. Thì cái trang mà đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, các bạn học về layout SketchUp, thì đó là cái trang cái kênh YouTube của KCDAVBO này. Cái kênh này là của hình như là của kênh kiến trúc sư cùng ở Việt Nam á, hình như lên trường hay sao. Thì cái kênh này á là trong này thì anh cũng có lập một cái danh sách phát, thì trong đó nó có nhiều cái clip tạo một cái một danh sách phát, thì có thành là 7 cái clip này có hướng dẫn về bên layout SketchUp. Thì các bạn cứ trình từ từng clip một, các bạn vào đây các bạn học. Thì giờ thì cái kiến thức thì nó có sẵn trên mạng hết, quan trọng các bạn có nhiều tìm hiểu học hay không thôi. Đó nha, lúc này anh trường này đấy. Đó, các bạn nhớ cái này nhé, kênh KCDAVBO. Thì cái chủ của kênh này á, thì có một cái fanpage trên Facebook cái này. Thì cái diễn đàn này á, thì mình cũng hay vào đây mình học, mình nghiên cứu thêm những cái kiến thức mới về cái
layout cho cái chất. Thì cái diễn đàn trên Facebook này nó cũng là tương đối mạnh, tương đối phát triển. Nó cũng có rất là nhiều thành viên tham gia. Các bạn thấy không? Gần 10.720 lượt thích lần đó. Cái này rất là chi tiết, các bạn tham gia vào cái group này để mà học thêm nhé. Rồi ok. Đó, trong này thì ngoài cái layout ra thì anh em cũng các bạn vào cái phần diễn start playlist. Đó, trong này là còn có nhiều cái mục khác, mục viết về SketchUp. Các bạn có thể vào đây học thêm. Và một cái kênh thứ hai nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể học, đó là cái kênh đây chính là kênh này, kênh Master SketchUp. Đấy, các bạn cứ lên chữ Master SketchUp, các bạn lên đây, các bạn search Master SketchUp này. Có chỉ có 46 video thôi nhưng mà có lần 6 hơn 63.000 subscriber này. Đó, và Master SketchUp, các bạn vào mục playlist nè. Trong playlist này thì anh này cũng đã tạo một cái danh sách phát về phần layout. Trong này đã có 9 cái clip. Đó, các bạn thấy không? Đây này, trong này là tình là một cái danh phát về layout SketchUp và có tình 9 clip lên á. Đó. How to set up your SketchUp model to layout. Đó, cái cách mà các bạn tạo cái mặt cái đặt thông số cho cái model của bạn để khi mà chuyển vào layout này. Có rất là nhiều cái clip hay này. Đó. Cái anh này á, là cùng là cái người mà viết cái cùng viết cái cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu cho một cuốn sách về layout SketchUp mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đấy. Mà trong này cũng có rất là nhiều cái clip liên quan đến về SketchUp cũng như layout hoặc là những cái phần khác nữa. Đây mình thấy có cả in 3D này. Đó, đây là một nguồn các bạn có thể vào các bạn tham khảo. Và một cái kênh, mà kênh này là kênh của SketchUp. Mà kênh này là nhờ những clip ở trên này ấy, mà mình rất là có thiện cảm với cái phần mềm layout SketchUp và mình quyết định là nghiên cứu học sâu về cái phần layout SketchUp và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì đây, thì kênh này là kênh SketchUp này, trong đó thì có một cái danh sách phát, đó là phần trong này thì có phần này là phần layout này, và nhưng mà cái phần quan trọng nhất mà gây ấn tượng cho mình nhất đó là phần construction document with SketchUp and layout là cái này. Thì trong này thì là đây là một loạt các cái clip trước đấy là của cái ông kiến trúc sư là Nick Sander này. Thì trước đây là mình có những clip này ở là trên cái kênh của ông á. Thì giờ không hiểu sao thì nó là được chuyển cái kênh cái là bỏ rồi và được chuyển qua của cho phần SketchUp. Đây. Thì trong này là theo mình thì các bạn chỉ cần xem video phát này là các bạn từ đầu đến cuối là các bạn có thể làm được sử dụng cái triển khai bằng layout SketchUp. Các bạn thấy không? Với phần mềm layout SketchUp thì ông này cũng làm ra những bản vẽ rất là ấn tượng. Đó, trong này thì nó chỉ cho các bạn từng xíu một. Trong này thì nó có nhiều cái clip đó. Clip đầu tiên là clip tổng quan. Rồi từng clip một giúp cho các bạn hoàn thiện một cái hồ sơ bản vẽ mà bằng layout SketchUp. Và ông này ông có thể là sử dụng layout SketchUp thay thế hoàn toàn cái chương trình vẽ, ví dụ như là CAD hoặc là Revit luôn đó. Đấy. Rồi. Và một kênh cuối cùng đó là kênh của mình.
đây kênh của mình, thì kênh này á, thì hiện tại thì mình cũng có con clip về đá SketchUp được đăng rất là nhiều bạn quan tâm này. Và trong này thì có một cái mình cũng đã tạo một cái playlist. Playlist thì đây, playlist về layout SketchUp, thì trong này có một số cái clip mình để kèm cùng với cái clip của mình, là một số cái clip của ông Nick Sander này đó. Thì các bạn, nếu mà các bạn không biết đường vào cái trang của ông Nick Sander thì các bạn có thể vào cái kênh của mình, và trong này mình đã tạo một cái trình xuất phát về layout SketchUp. Và trong cái quá trình thì mình sẽ post dần lên những cái clip mà mình chia sẻ để về cách sử dụng cái phần mềm layout SketchUp cho các bạn. Đây, thì kênh của mình là kênh Hồ Việt Hùng nhé. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để mà theo dõi những cái clip chia sẻ về layout SketchUp, mà không những về layout SketchUp mà nó còn nhiều phần mềm khác nữa mà chuyên về phần kiến trúc. Ví dụ như mình thường sử dụng cái phần mềm Lumion đó. Trong phần mềm Lumion thì mình cũng có nhiều clip chia sẻ về phần mềm Lumion, mình làm rất là nhiều đó, hướng dẫn sử dụng Lumion, render nội thất ngoại thất. Đây, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình là đăng ký ở bên này này. Rồi, cảm ơn các bạn. Để phục vụ cho cái quá trình học tập và nghiên cứu layout thì mình thấy cái chương trình layout này rất là hay, thì nên mình đã quyết định là nghiên cứu sâu về layout. Thì hiện tại thì mình đã có đặt mua trên Amazon một cuốn sách chuyên về SketchUp layout for architecture. Cái này là của một cái ông Nick Sander này, là ông Nick Sander là cái kênh YouTube. Có cái kênh YouTube mà mình đã giới thiệu cho các bạn, thì ông đã chuyển giao hoàn toàn công việc của ông, là ông triển khai bằng cái layout SketchUp. Và cái đây mấy năm thì mình có những clip của ông thì thấy rất là tường, clip ông triển khai rất là chi tiết và rất tuyệt quan và rất là đẹp. Thì đây, cái cuốn sách này là có nghĩa là nó chỉ từng bước cái quá trình làm việc của cái ông Nick Sander này, và người viết hợp tác là của cái ông Dolly Sander. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái clip mà mình chia sẻ.